Rồi, xin chào. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào cái gọi là cable car. Tức là đi lên đây là để mình lên cái... mình đang ở cái chỗ gọi là Banana Hills. Mình sẽ đi lên cái chỗ gọi là cái đồi núi của Banana. Rồi từ đó cái xe cable, tiếng Việt gọi là xe cáp hả? Sẽ đi từ xuống, từ lên đồi xong xuống, trở lại. Thường là theo tim biết như là cái này nó sẽ mất là khoảng như là 20 phút hoặc là hơn chút xíu phải không? Là mình sẽ lên tới rồi. Và nghe nói là từ khúc này lúc mà mình lên đó, trên đường lên nghe nói ở nhìn xuống dưới cảnh rất là đẹp. Nhưng mà một chút xíu nữa mình sẽ xem nha. Tin và Thiên Từ cũng đang trên đường đi tới cái đỉnh núi gọi là cái bàn tay cầu vàng. Thì nghe nói là bây giờ mình mới đi được 5 phút rồi, khoảng còn 15 phút nữa mình sẽ thấy được cái bàn tay cầu vàng đó. Nhưng mà ở trên đỉnh này thì được cái hôm nay trời rất là đẹp. Mình Tin và Thiên Từ đi cái thời gian là khoảng cỡ chừng tới đây là khoảng 3 giờ rưỡi, 4 giờ rồi. Thì nó hơi bị trễ nhưng mà may là khi tới đây thì cái thời tiết nó không có bị nắng, cho nên cũng đỡ, là tại vì nếu mà nắng quá đi cũng không lợi. Thiên Từ, mẹ hỏi con nè, cái gì vậy? Con thích cái cầu, con thích đi cái cable cáp này không? Dạ. À, cầu treo đó. Rồi con không có sợ hả? Con có sợ không? Không. Con không sợ hả? Rồi con biết mình sẽ gặp cái gì không? Hen. Hen. Cái da hen đó gọi là cái gì? Hen là tay đúng không? Tay cầu vàng, bạn nghe nói gọi là tay cầu vàng phải không? À, còn cái cầu nó gọi là gì tiếng Anh á? The Golden Bridge. Đúng rồi, rồi lát nữa con sẽ thấy ở trên đó đúng không? Rồi Thiên Từ lúc mà mới lên trên đường nói với Tin là Thiên Từ hơi sợ sợ, nhưng mà đi chưa đầy một phút là đã nói là không sợ nữa. Nhưng mà thật sự ra cảm giác trên đây là đúng thiệt, nếu mà mình đi mình nhìn xung quanh cảnh ở đây rất là thiên nhiên và rất là đẹp. Cho nên được cái là nếu mà ai chưa có cơ hội mà phải nói là tới cái Banana Hill này đó thì lên ít nhất đi một lần. Thì có thể thứ nhất biết được cái cảm giác mà lên trên cao như thế nào. Tên hồi xưa giờ thì rất là sợ cảm giác cao, nhưng mà được cái là trên đây thì cảm thấy rằng mọi thứ trên đó rất là êm, không có thấy nó bồng bềnh hay là làm cho mình chóng mặt khó chịu gì cả. Cho nên là nếu ai có dịp đi tới Đà Nẵng thì phải lên ghé tới Banana Hills để có thể tới cái gọi là bàn tay cầu vàng nha. Một lát nữa đây Tiền sẽ cho quý vị thấy. Tiền ơi, lần đầu tiên được thử nghiệm cái việc mà đi cái cable cáp này á, thì thật sự là may mắn là bây giờ tự nhiên là lên tới đồi á là trời mưa quá trời luôn, cho nên là nhưng mà vì có mưa cho nên có gió cho nên nó cũng mát hơn hả. Thiên Từ thì nghịch phá lắm, hầu như cái gì cũng thử hết, cho nên đi với Thiên Từ thì cũng hơi lo sợ, là tại vì Thiên Từ chỉ cần thấy cái gì mới là Thiên Từ rất là hứng thú. Ủa, cái này giống là circus, cái này giống circus ha. Cái này giống cái cầu mà hay đi xem sở thú ở bên Mỹ đó, là hầu như là vô những đó mình sẽ coi những cái xiếc. Nhưng mà ở đây là xung quanh đây như Tiên thấy là họ bán những đồ souvenir, đồ lưu niệm, để có mấy cái quán nhỏ nhỏ để mình có thể mua. Ngoài cái đồ lưu niệm ra thì mình có thể mua kem hay là nước giải khát vân vân. Ở ngoài trời là rất là mưa. Bây giờ mình đi qua hướng kia xem nha, ở ngoài như thế nào. Rồi cuối cùng thì Tiên cũng đã được tới cái gọi là cái sảnh lầu đầu tiên của cái cable cáp này. Thì sau lưng mình á, mình sẽ thấy nè cái bàn tay. Nhưng mà Tiên thấy là ở trên cái cầu này có hai bàn tay lận. Tiên nghĩ đúng rồi, là một bàn tay trái và tay phải. Và Tiên cũng hiểu rằng tại sao cái cầu nó gọi là cái cây cầu vàng, bàn tay cầu vàng là phải, là cái cầu nó màu vàng. Ở đây có hai bàn tay. Đây là vậy. Đây. Cuối cùng Tiên cũng đã được lên thấy
Mà thật sự là trên cái đồ này đẹp thiệt. Xin Từ ơi, con thấy bàn tay chưa? Dạ, mấy có mấy bàn tay? Có mấy bàn tay? Quay lưng. No, bàn tay, how many hands? How many hands do you see? One or two or three or four? Five. There are five fingers, but how many hands? You see another one right there? There's one more hand. Yeah, there's two hands. Take the left hand and the right hand. Bàn tay thì sẽ có tay trái và tay phải. Đây. Hình ra là như vậy. Nhưng mà thật sự rất là ấn tượng vì cái bàn tay làm sao người ta làm á, ra được cái bàn tay, cái hình dạng mà cái bàn tay mà nó đỡ nâng cái cầu nó lên á. Thật sự là quá ấn tượng đối với Tin đi. Đó. Hiện tại có một điều Tin rất là thích, nên tiếc là mình không có được đi ngang qua cái cây cầu vàng này vì trời đang mưa. Hy vọng rằng một lát nữa, nếu không còn mưa nữa, thì Tin với bé Thiên Tử sẽ có cơ hội được đi ngang qua cái cầu và sẽ chính thức thấy được cái bàn tay gần hơn nữa cho mọi người cùng thấy nha. Rồi, nào bây giờ chúng ta cùng lên thêm một cái, đi thêm cái cable cap này lên trên nữa để mình có thể lên một cái thêm một cái đỉnh núi nữa. Ở trên đó nghe nói là có chỗ để chơi trò chơi cho trẻ em này, cho nên Tin sẽ dẫn Thiên Tử lên đó chơi nha. Ok, let's go. Hiện tại Tin đang ở cái lầu trên của Banana Hill. Thì ở đây thật sự rất là đẹp. Xung quanh chúng ta mình sẽ thấy là cái kiến trúc ở dưới đằng sau mình á, là họ đang xây cất đây á, rất là French, chắc là nhìn rất là Pháp. Mà nhìn biết là mình sẽ biết là cái kiểu cất là từ bên châu Âu liền à. Qua đây mình sẽ thấy cái cảm giác là hầu như mình đang ở bên châu Âu. Và Tin hy vọng rằng nếu một khi là nơi này đã hoàn tất rồi đó, thì Tin sẽ có dịp để trở lại đây để xem cái công trình hoàn tất như là một cái theme park ở đây, tức là khu vực gọi là khu vực theme park, tức là nơi giải trí chơi cho con nít và người lớn. Và đây chắc chắn sẽ là một nơi rất là gọi là lý tưởng cho những gọi là khách du lịch đó. Thật sự ra đây rất là đẹp đây nè, và nó có rất là nhiều những cái activities, tức là những cái mà mình có thể tham gia hàng ngày với gia đình, từ những nơi cho con nít chơi, tức là chỗ trên, đi lên trên đây một chút là mình sẽ thấy nha, là nơi đó là nơi sẽ cho con nít có những cái game mà con nít có thể chơi, rồi sau đó người lớn có thể ngắm cảnh. Và ngoài ra nữa thì Tin thấy đó, họ cũng có cái vườn hoa, nhưng mà hiện tại là trời đang mưa cho nên Tin không có được đi ra cái vườn hoa đó. Nhưng mà thật sự ở đây Tin thấy là có rất là nhiều nơi ở tại khu vực này đang cải tiến để xây cất lên. Và thật sự ra bây giờ hiện tại á, chưa có hoàn thành mà đã thu hút Tin rất là nhiều. Phải nói là từ những cái nơi rất là nho nhỏ ở đây, mình chẳng những thấy cái gọi là cái bàn tay vàng hả, bàn tay cầu vàng ha, rồi đi vô đây nữa thì mình còn ấn tượng hơn nữa đấy. Cho nên là một lần nữa, nếu ai chưa có dịp mà ghé thăm Banana Hills thì hãy phải nói là cố gắng khi về tới Việt Nam hãy trích cái thời gian ra tới Đà Nẵng. Và từ Đà Nẵng, nếu mình ở trung tâm Đà Nẵng thì mình tới đây là khoảng 50 phút hoặc tới 1 tiếng thì mình sẽ tới cái Banana Hills. Và ai mà mong muốn mà ở tại trên đây thì họ cũng có cái khách sạn riêng nữa. Nhưng mà cái khách sạn ở đây Tin thấy là hôm nay là ngày cuối tuần thì hoàn toàn fully book, tức là không còn phòng nữa. Đấy. Cho nên nếu mà có dự định đi tour thì quý vị nhớ là phải book trước và cũng lên ở cái khách sạn ở trên đây. Và Tin thấy nó rất là tiện nghi, tại vì Tin thấy cái theme park đây quá lớn đi. Cho nên nếu mà trong vòng, Tin nghĩ rằng chưa chắc một ngày đã hết nữa, cho nên nếu mình có cái khách sạn ở đây thì rất là tiện nghi. Hiện tại Tin đang ở một cái gọi là biển Mỹ Khê, và đây là cái làng cá. Gọi là cái làng cá đó, nhưng mà thật sự nó có tất cả những cái hải sản mình có thể tự mình lựa chọn, sau đó mình sẽ mang vào trong nhà hàng và nhà hàng sẽ nấu cho mình theo cái kiểu mà mình muốn ăn. Thì ở đây Tin thấy là mình có tôm hùm Canada đây nha,
Rồi đi qua đây mình sẽ thấy có những cái loại cá khác nhau. Hầu như là mình có thể gọi bất cứ cái con nào mình muốn ăn á, người ta sẽ bắt giùm cho mình. Ở bên đây Tiên còn thấy, ui hôm nay đông quá, hôm nay có rất là nhiều người đang lựa chọn nữa. Tiên thấy đây còn có con sò nữa. Ui còn có tu hài Canada. Và sau đó mình còn thấy có những con cá này gọi là gì đây? Cá bơn vàng. Cái màu nó rất là lạ. Cái màu cá này lạ quá. Cá hả? Cá bơn vàng. Bán theo là 2,5 triệu một ký. Đây. Nhìn hấp dẫn quá, muốn ăn rất là nhiều đồ hải sản ở đây. Còn có hàu, có hàu, con hàu tôm sú biển nữa nè. Nếu mà ai thích ăn đồ biển thì Tiên nghĩ rằng á, lên tới cái chỗ này. Tại vì hoàn toàn ở đây là những cái con vẫn còn sống, từ tôm hùm tới những con cá, cho những cái con mực là hoàn toàn còn sống. Và mình lựa theo cái dung lượng mình muốn, ví dụ như mình muốn 1 ký hay là hơn 1 ký vân vân, thì mình có thể lựa vô đó. Bây giờ chúng ta sẽ lựa một số hải sản và mang vào trong nhà hàng để cho người ta nấu cho mình, và mình sẽ ăn thử xem những cái mùi vị và những lựa chọn mình có bao gồm là những cái gì nha. Nhưng mà ở đây rất là đông vui và nhớ rất là nhộn nhịp. Một lần nữa, nếu ai chưa có dịp hoặc là muốn thích ăn đồ hải sản nhớ tới đây nha. Ở đây là biển Mỹ Khê, tại gọi là làng cá.